Focus RC1 Test 10. Câu 147 đến câu 148, đây là một cái form, một cái đơn yêu cầu ha. Câu 147, who, ai thì rất có khả năng là Miss Alice, vậy từ khóa chính là Miss Alice, ha, đáp án trước nào câu A, một electrician là thợ điện. Câu B, một manager quản lý tòa nhà. Câu C, employee, nhân viên marketing. Câu D, designer, nhà thiết kế sản phẩm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Alice ở vị trí nào vậy em. À, ở đây phải không nào, cùng đọc câu này nha. Requested, được yêu cầu bởi Miss Alice. Cái gì được yêu cầu bởi Miss Alice vậy em? Mình cùng dò từ đầu nha. Shiner Electronics, có nhiều bạn thấy từ Electronics vội vàng đánh câu A, bởi vì nhìn câu A có từ Electrician nó khá là giống phải không nào. Nhưng em phải phân tích kỹ nha, xem đây là cái gì nè. Service Request Form, một cái form, một cái đơn yêu cầu dịch vụ của cái công ty điện tử này phải không nào. Và cái đơn này thì được yêu cầu bởi Miss Alice. Vậy Miss Alice chính là cái người mà yêu cầu dịch vụ từ cái công ty này phải không em. Vậy thì Miss Alice không thể nào là thợ điện được cả. Rồi mình đọc tiếp nha. Đây, description, mô tả của vấn đề. The air conditioner, cái máy điều hòa, cái máy lạnh á, trong cái office, cái văn phòng marketing research của chúng tôi thì đang leaking lần nữa. Vậy thì em xem nè, từ thông tin này thì mình suy được điều gì? À, Miss Alice làm trong cái văn phòng marketing research phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu C rồi ha. Câu 148, cái điều gì thì được nói về Shiner Electronics? Tôi đoán trước nha em, câu A, its staff, nhân viên của nó đã chuyển sang một cái văn phòng mới vào tháng trước. Câu B, cái máy điều hòa nhiệt độ của nó đó thì đã underwent, đã trải qua cái maintenance bảo trì vào mùa hè trước. Câu C, nó gần đây đã replace, đã thay thế một số cái thiết bị văn phòng. Câu D, hầu hết đa số những cái yêu cầu dịch vụ của nó đó thì sẽ được handle xử lý trong vòng một tuần. Rồi, đối với câu này thì mình phải đọc tiếp thôi em ha, giờ tiếp nào. Normally, thông thường á, thì cái này không phải là một cái vấn đề urgent, là khẩn cấp, nhưng nó xảy ra lần thứ hai trong tháng này rồi. Chúng tôi đánh giá cao hoặc là mong đợi cái sự phản hồi trong vòng 24 giờ tới. Particularly since, bởi vì á, cái thời tiết nó đã trở nên đặc biệt nóng vào một số cái tuần vừa qua. Chưa có đáp án phải không nào, giờ tiếp nha. Priority, cái sự ưu tiên. Rồi có ba cái sự lựa chọn, thứ nhất là high, là cao nè. Sự chú ý, quan tâm, ngay lập tức, được yêu cầu, có nghĩa là yêu cầu sửa ngay lập tức đem. Medium, trung bình. Complete, hoàn tất cái việc sửa chữa trong vòng 2 đến 3 ngày. Rồi low, cái mức thấp nhất là hoàn tất trong vòng 1 tuần. Rồi vậy thì em xem nè, có 3 sự lựa chọn cho cái mức cấp bách của cái vấn đề phải không nào. Thì Miss Alice chọn cái thứ nhất là yêu cầu phải sửa ngay luôn á, bởi vì trời nó nóng quá phải không nào. Nhưng mà từ cái thông tin này mình suy ra được điều gì vậy em? À, những cái yêu cầu dịch vụ của công ty này nè thì sẽ có 3 mức này, và cái mức cao nhất là bao nhiêu em? 1 tuần. Vậy câu nào đáp án là câu nào vậy em? À, câu đi phải không nào? Hầu hết những cái yêu cầu của nó đều được xử lý trong vòng 1 tuần thôi, có nghĩa là từ 1 cho đến 1 tuần thôi, không có quá phải không? Đáp án là câu đi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ rất là quan trọng trong bài này ha, cùng dịch nào. Shiner Electronics, mình có từ electronics là điện tử ha, đây là một công ty về điện tử được không nào. Rồi một cái form, một cái đơn yêu cầu dịch vụ, cái ngày yêu cầu là ngày 24 tháng 8. Thời gian yêu cầu là 1:20. Được yêu cầu bởi Anita Alice. Địa điểm là cái văn phòng 702. Description, cái sự mô tả vấn đề. Cái air conditioner, mình có từ air conditioner là cái máy điều hòa nhiệt độ hay là máy lạnh đây, à, máy điều hòa. Cái máy điều hòa ở trong cái phòng marketing research, phòng nghiên cứu quảng cáo thị trường tiếp thị của chúng tôi đó, thì leak, leak có nghĩa là rò rỉ đây, bị rò rỉ, bị rỉ nước ha. Bị rò rỉ, bị rỉ nước lần nữa rồi. Normally có nghĩa là thông thường. Thông thường ha. Thông thường thì đây không phải là một cái vấn đề urgent, là khẩn cấp nha. Nhưng mà nó xảy ra lần thứ hai trong tháng này rồi. Chúng tôi appreciate, mình có từ appreciate là gì em? Cảm kích hay là đánh giá cao ha. Chúng tôi sẽ rất là cảm kích hay là đánh giá cao cái sự phản hồi trong vòng 24 giờ tới. Particularly, đặc biệt đó là bởi vì cái thời tiết nó đã trở nên rất là warm, là nóng trong một vài tuần vừa qua. Priority có nghĩa là sự ưu tiên đó em. Mức độ ưu tiên ha. Sự ưu tiên, mức độ ưu tiên. Rồi, high là cao nè. Attention là chú ý, quan tâm, ngay lập tức thì được yêu cầu. Rồi, medium là trung bình, được hoàn tất trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Low là thấp, complete, hoàn tất trong vòng 1 tuần. Câu 147 câu A mình có từ electrician. Electrician có nghĩa là thợ điện ha. Electrician, thợ điện. Ok, rồi có 148 câu B mình có từ underwent. Underwent là cột số 2 của động từ nguyên mẫu là undergo đây. Undergo có nghĩa là trải qua ha. Cái từ này rất hay đi chung với những từ bảo trì như là maintenance đây.
hay là sửa chữa ha, bảo trì, tân trang, sửa chữa đó, rất là hay đi chung với những cái từ đó. Maintenance là sự bảo trì ha. Ok. Câu D mình có từ handle. Handle có nghĩa là giải quyết ha, xử lý hay là giải quyết, rất là hay gặp. Xử lý hay là giải quyết. Ok. Câu 149 đến câu 150, đây là một cái advertisement, một cái quảng cáo ha. Câu 149, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về Cerulean Tower. Vì từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Đó đáp án trước nha em, câu A. Nó là một cái landmark, một cái điểm mốc nổi tiếng. Câu B, nó thì mới được refurbished. Câu C, nó hầu như là được occupied. Mình có từ occupy á, là chiếm giữ, nhưng đối với các tòa nhà đó em, thì cái từ occupy có nghĩa là thuê ha. Cô dịch lại nè, câu C, nó thì hầu như được thuê hết toàn bộ rồi. Câu D, nó thì gần một cái stop, một cái điểm dừng transit là giao thông vận chuyển, có nghĩa là gần một cái điểm dừng của một cái phương tiện giao thông, ví dụ là xe buýt hay là tàu điện ngầm ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa Cerulean Tower, cái tòa này nằm ở vị trí nào vậy em? À, ngay cái đầu tiên luôn phải không nào, có từ Cerulean Tower ha. Cùng đọc câu này nha em. The last remaining, cái apartment, cái căn hộ một phòng ngủ, còn lại the last là cuối cùng á, tại cái tòa này nè, thì đã có sẵn cho thuê. Vậy thì từ thông tin này mình sẽ luận được điều gì vậy em? Trong cái tòa tháp này có rất là nhiều cái apartment, căn hộ phải không? Nhưng mà chỉ còn lại một cái duy nhất thôi. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, câu C phải không nào? Nó hầu như được thuê hết hoàn toàn toàn bộ rồi. À, đáp án là câu C ha. Câu 150, cái nào thì không được included, được bao gồm, được đính kèm cùng với cái căn hộ được quảng cáo. Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A nào, free parking area, cái khu vực đậu xe miễn phí, rồi cùng dò đi em xem có chỗ nào nói về khu vực đậu xe miễn phí hay không nha. Dòng tiếp theo nào, không có ha, dòng thứ ba cũng không có luôn, dòng tiếp theo cũng không có, dòng tiếp theo đi em, không có luôn, dòng tiếp theo, cái này cũng không có, dòng tiếp theo đi em, không có luôn ha, cái này cũng không, không có luôn, cái này cũng không. À, ở đây phải không nào, đây có từ parking nè em xem nó là gì đây. Rental parking, cái việc đậu xe, rental là cho thuê á, thì có sẵn ở trong cái garage tư nhân ở gần đó. Vậy thì em xem nè, có đậu xe miễn phí hay không? Không có phải không nào, mà cái việc đậu xe á, là phải đi thuê phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu A rồi, không cần dò câu BCD nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào. Đầu tiên mình có từ magnificent. Magnificent có nghĩa là đẹp tuyệt vời hay là nguy nga lộng lẫy ha. Apartment có nghĩa là căn hộ. Căn hộ một phòng ngủ đẹp tuyệt vời, nguy nga, được không nào? Rồi tiếp, apartment căn hộ một phòng ngủ, remaining, mình có từ remaining rất là hay gặp, có nghĩa là còn lại nha. Còn lại cuối cùng tại cái tòa Cerulean này nè, thì có sẵn để mà for rent. Mình có từ for rent là cho thuê ha. Cho thuê. Located, được tọa lạc ở cái tầng số 28, thì nó có một cái tầm nhìn rất là rộng xuống cái trung tâm, cái khu trung tâm St. Paul ở bên dưới, và cái dòng sông Mississippi ở đằng xa. Một cái entrance area, cái khu vực lối vào, elegant là thanh lịch hay là tao nhã đây em. Elegant, thanh lịch hay là tao nhã ha. Một cái khu vực lối vào rất là thanh lịch, tao nhã, dẫn đến cái spacious living and dining spaces, những cái nơi, những cái khu vực, dining là ăn uống hay là dùng bữa đó em, living là khu vực phòng khách nè, spacious là rộng rãi ha, rộng rãi, spacious, rộng rãi. Rồi, the kitchen, cái nhà bếp thì được equipped with, mình có từ equipped with có nghĩa là trang bị với cái gì đó ha, được trang bị với cái gì đó. Cái nhà bếp thì được trang bị với những cái appliance, mình có từ appliance là thiết bị ha. Sleek, có kiểu dáng đẹp. Sleek appliance là những cái thiết bị có kiểu dáng đẹp. Mà thiết bị ở trong nhà thì mình dịch là đồ gia dụng ha. Đồ gia dụng có kiểu dáng đẹp, được không nào? The bedroom, cái phòng ngủ thì có những cái cửa sổ large, rộng lớn. Và cái phòng tắm thì có một cái bathtub là cái bồn tắm đem. Theo phong cách contemporary, mình có từ contemporary là đương đại hoặc là hiện đại đấy em. Contemporary, đương đại hay là hiện đại ha. Rồi tiếp, the property, mình có từ property mình hay gặp với hai nghĩa ha. Nghĩa thứ nhất là tài sản, property, tài sản. Nghĩa thứ hai có nghĩa là bất động sản ha. Bất động sản ở đây có thể là nhà, hay là phòng ở, hay là tòa nhà, hoặc là một cái mảnh đất nào đó ha.
thì người ta gọi chung chung là property được không nào? Và chỗ này là cái căn hộ phải không em? Cô dịch là the property là cái căn hộ đó, đi cùng với một cái bộ sofa, một cái bàn cà phê, một cái giường và những cái nightstands. Mình có từ nightstand là cái bàn để ở đầu giường đó em ha. Và rất là nhiều cái nơi để mà lưu trữ cất giữ đồ. Cerulean Tower là một cái tòa nhà luxury là sang trọng nha. Luxury sang trọng ha. Là một cái tòa nhà sang trọng với đầy đủ những cái dịch vụ và hiện đại. Rồi với a theater là rạp chiếu phim và cái trung tâm thể dục thể hình. Rental parking, cái việc đậu xe thuê á, thì có sẵn ở cái garage, cái gara tư nhân ở gần đó. Hãy gọi cái số này nè để mà sắp xếp một cái chuyến tham quan, một cái chuyến đến để mà xem và quan sát và tham quan cái căn hộ được không nào? Rồi tiếp câu 149 ha. Câu ai mình có từ landmark là điểm mốc. Điểm mốc đây, câu ai có nghĩa là nó là một cái điểm mốc nổi tiếng được không nào? Câu B mình có từ refurbish là tân trang lại đây. Tân trang lại ha. Rồi, vậy câu B có nghĩa là nó đã được tân trang mới lại ha. Câu C occupied, mình có từ occupy là chiếm giữ ha, chiếm giữ. Nhưng mà đối với các phòng ốc thì mình dịch là thuê. Không nào, cho thuê ha, thuê. Rồi vậy câu C có nghĩa là nó hầu như được thuê hoàn tất hết rồi, đầy đủ hết rồi ha. Rồi câu D, nó ở gần một cái transit stop. Mình có từ stop là điểm dừng nè, transit là phương tiện vận chuyển nè. Một cái điểm dừng của phương tiện giao thông thì có thể là điểm dừng xe buýt hoặc là điểm dừng tàu điện ngầm chẳng hạn ha. Ok, câu 150. Câu C mình có từ furniture là đồ đạc nha. Furniture, đồ đạc ha, cũng rất là hay gặp. Cô D mình có từ recreational, có nghĩa là giải trí ha, giải trí. Recreational là giải trí. Facility là địa điểm hay là những cái nơi đó. Vậy recreational facilities là những cái địa điểm giải trí, được không nào? Ví dụ như là rạp chiếu phim hay là nhà hát, đồ đó ha. Ok. Câu 151 đến câu 152, đây là một cái chuỗi tin nhắn ha. Câu 151, Miss Carson và Miss Hunt thì sẽ tham dự cái loại sự kiện nào? Đó là đáp án trước nha em, câu A. A trade exhibit, một cái buổi triển lãm thương mại. Câu B, một cái trận đấu thể thao. Câu C, một cái seminar, một cái hội nghị đào tạo. Câu D, một cái bữa tiệc của văn phòng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Carson và Miss Hunt ở tin nhắn nào vậy em? À, tin nhắn đầu tiên đã có rồi nè, phải không nào? Và tin nhắn thứ hai cùng đọc nha. Hi Cindy. Cindy có nghĩa là Miss Hunt đó. Rồi em cùng đọc nè. I'm wondering, tôi tự hỏi là liệu rằng bạn có quan tâm đi đến một cái baseball game, một cái trận đấu bóng chày vào thứ bảy này không? Tôi có một cặp vé cho cái trận đấu giữa hai cái đội này, phải không? Thì bà Cindy Hunt nói là gì em? Why not? Tại sao không? Tôi không có cái gì được ghi xuống lịch vào ngày đó cả. Có nghĩa là không có bận gì hết á. Vậy thì họ chuẩn bị đi đâu vậy em? À, đi baseball game phải không nào? Vậy đáp án là câu gì? À, chắc chắn là câu B rồi phải không nào? Một cái trận đấu thể thao ha. Cụ thể là môn bóng chày. Ok. Câu 152, vào lúc 4:29 thì Miss Carson rất có khả năng có ý gì khi bà ấy viết everything, mọi thứ thì được cover. Đáp án trước nha em, câu A. A party, một cái bữa tiệc sẽ được chi trả bởi công ty. Câu B, những cái tickets, những cái tấm vé đó thì không có cần thiết cho cái việc tham dự. Câu C, an expense, một cái chi phí thì không cần phải được reimburse, bồi hoàn tiền lại. Câu D, cái sự kiện thì sẽ xảy ra tại địa điểm ở trong nhà. Rồi mình cùng dò nha, tin nhắn lúc 4:29 ở đây phải không nào? Rồi cái câu này, everything is covered. Để hiểu được câu này có ý là gì, mình phải đọc tin nhắn ở phía trước nha. Tin nhắn phía trước là 4:28 phải không? Nhưng cái này hơi ngắn, đọc luôn 4:26 nha. Em để ý những cái tin nhắn mà nó hơi ngắn á, mà đa số chúng ta phải dò hết cả bài ha. Cùng đọc nào, 4:26. Miss Carson nó là gì đây? Great, tuyệt lắm. Chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng số 7, tại cái sân vận động này. How about 1 giờ thì sao? Miss Cindy Hunt nó là gì em? Sure, chắc chắn rồi. Và tôi nợ bạn bao nhiêu tiền? Có nghĩa là bà ấy hỏi là những cái tấm vé đó để mà đi xem cái trận đấu này nè là bao nhiêu tiền á ha. Thì Carson nó là gì em? Everything, mọi thứ được cover rồi. Nếu em chưa hiểu thì em có thể đọc thêm cái câu ở phía sau nữa. Tôi đã thắng được những cái vé này nè tại một cái bữa tiệc của công ty vào tuần trước. Vậy có nghĩa là gì em? Ý bà ấy là những cái tấm vé này giành được trong cái bữa tiệc là không có tốn tiền, phải không nào? Cho nên là mọi thứ thì được chi trả hết rồi, không có tốn tiền gì cả, phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha. Cái chi phí thì không cần phải được bồi hoàn tiền lại. Cụ thể chi phí ở đây là chi phí của cái tấm vé đi xem cái trận bóng chày ha. Đáp án là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nhé. Cùng dịch nào, tin nhắn đầu tiên Miss Carson. Hi Cindy, tôi đang tự hỏi liệu rằng bạn có quan tâm, có thích thú đến cái việc đi đến một cái trận đấu baseball là bóng chày vào thứ bảy tuần này không? Tôi có a pair of, một cặp vé là hai vé đây.
cho cái trận đấu giữa hai cái đội này ha. Rồi Cindy Hunt, why not? Tại sao không? Tôi không có bất cứ cái gì. Mark down được ghi chú xuống lên cái calendar. Mình có từ calendar là tấm lịch đây. Cái lịch đó ha, cái lịch có ngày tháng đó. Cho ngày hôm đó có nghĩa là ngày hôm đó tôi không có bận việc gì cả đây. Rồi tiếp Miss Carson, great, tốt quá. Chúng ta hãy gặp nhau tại cổng số 7 của cái stadium. Mình có từ stadium là sân vận động ha. Sân vận động. Tại cái sân vận động này, how about 1 p.m. 1 giờ thì sao? Cindy Hunt, sure, chắc chắn rồi, được rồi. How much do I owe you? Mình có từ owe là nợ nha. Từ này rất là hay gặp ha, owe là nợ. Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền, có nghĩa là cái tấm vé đó bao nhiêu tiền đó em. Rồi tiếp Miss Carson nói là gì? Everything, mọi thứ thì được cover, được chi trả rồi, được bao gồm rồi. Tôi đã thắng những cái vé này nè tại một cái bữa tiệc của công ty vào tuần trước ha. Rồi, câu 151, câu A mình có từ trade exhibit. Exhibit là triển lãm, trade là thương mại. Vậy trade exhibit là buổi triển lãm thương mại ha. Tiếp theo câu B mình có từ competition, có nghĩa là cái trận thi đấu ha, cuộc thi, trận thi đấu. Trận thi đấu hay là cuộc thi thể thao ha. Rồi câu C mình có từ seminar, rất là hay gặp. Seminar có nghĩa là hội nghị nha em, rất là hay gặp ha, hội nghị. Seminar. Câu C là một cái hội nghị đào tạo ha. Câu 152, câu B mình có từ attendance là sự tham dự, rất là hay gặp rồi nha. Attendance, sự tham dự, việc tham dự ha. Rồi tiếp câu C mình có từ reimburse, có nghĩa là bồi hoàn tiền lại ha. Bồi hoàn tiền. Ok, rồi câu D mình có từ venue. Venue là địa điểm hoặc là cái chỗ, cái nơi ha. Địa điểm hoặc là nơi, chỗ. Nó bằng với lại từ site, ở đây em, site ha. Ok. Câu 153 đến câu 154, đây là một cái notice, một cái thông báo ha. Câu 153, what is one purpose? Mục đích của cái thông báo này là gì? Đối với dạng câu hỏi về mục đích, chúng ta đáp án trước, sau đó đáp án đầu hoặc đáp án cuối nha. Câu A, to announce, để thông báo một cái sự tăng phí. Câu B, the report, báo cáo một cái sự extension, kéo dài của một dự án. Câu C, để describe, miêu tả, mô tả một cái nơi lưu trữ, cất giữ đồ mới ha. Câu D, để warn, cảnh báo, chống lại cái việc phá luật. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc đoạn đầu của cái thông báo này nha em. Cùng đọc nào. Notice, thông báo cho tất cả các thành viên. We're sorry, chúng tôi rất tiếc khi mà báo cáo đến những cái thành viên của cái trung tâm này nè, rằng cái hồ bơi, cái closure, cái việc đóng cửa cái hồ bơi của chúng tôi đó, thì sẽ bị extended, sẽ bị kéo dài. Khi đọc đến đây thì mình biết mục đích là gì rồi em. Báo cáo phải không nào, đây là report, báo cáo về cái việc là đóng cửa hồ bơi á, sẽ bị kéo dài. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chắc chắn là câu B rồi ha. Để báo cáo về cái việc kéo dài một cái dự án, được không nào? Câu 154, what is suggested? Cái điều gì thì được nói về cái One Trop Leisure Center. Vậy từ khóa chính là cái trung tâm này, phải không nào? Đã bán trước nha, câu A. Nó sẽ vẫn đóng cửa hoàn toàn cho đến ngày 16 tháng 7. Câu B, nó được sử dụng bởi những công dân của một vài thị trấn. Câu C, nó đã thêm cái content, cái nội dung vào trong cái form, cái đơn enrollment ghi danh đăng ký của nó ha. Câu D, nó thường cung cấp những cái classes, tiết học, lớp học tại địa điểm của nó. Rồi mình sẽ cùng dò tiếp phải không nào? Rồi, cùng dò tiếp nha. Chúng tôi đã discover, khám phá, phát hiện ra rất là nhiều cái tấm gạch nó bị damage, bị hỏng, và đã quyết định retile, lót gạch lại toàn bộ cái hồ bơi. Rồi, chưa có đáp án gì tiếp ha. Chúng tôi hiểu rằng á, cái việc đóng cửa này là disruptive, là một cái sự quấy rầy gián đoạn, và chúng tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, chăm chỉ cật lực để mà giải quyết cái vấn đề. Currently, hiện tại, thì cái ngày được ước tính cho cái việc hoàn tất, cho cái việc sửa chữa là ngày 16 tháng 7. Có một đáp án là ngày 16 tháng 7, phải không em? Là câu A, mình đọc lại câu A nha. Nó sẽ vẫn đóng cửa hoàn toàn cho đến ngày 16 tháng 7. Được không? Ở đây nó chỉ đề cập đến cái việc là gì thôi em? Cái ngày ước tính cho việc hoàn tất sửa chữa là 16 tháng 7. Chứ nó không nói đến cái việc là gì? Trung tâm đóng cửa hoàn toàn, cho nên đáp án này là chưa chắc ha. Mình cứ để đó, mình đọc tiếp nha. In the meantime, trong cái lúc đó đó, thì cái cộng đồng này nè, đã rất là tử tế, rộng lượng để mà cung cấp cho cái việc sử dụng miễn phí cái hồ bơi của nó cho thành viên của chúng ta. Rồi, những thành viên, những người mà đã trả cho những cái buổi học, những cái bài học, những cái tiết học bơi đó in advance là trước rồi á, thì có thể nhận lại được cái reimbursement, cái tiền hoàn lại, hoặc là cộng vào cái việc thanh toán của họ cho những cái bài học trong tương lai. Vậy khi đọc đến đây thì mình thấy một cái thông tin là gì vậy em? Có những cái lớp học bơi diễn ra tại cái trung tâm này, tại cái hồ bơi này, phải không nào? Có một cái đáp án là những cái tiết học đó em, là câu nào? Câu D, phải không? Đọc câu D lại nha. Nó thường cung cấp những cái lớp học tại địa điểm của nó. Có cung cấp lớp học tại địa điểm đó không em? Có, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu D. Đó là lý do tại sao khi cái hồ bơi nó sửa chữa thì người ta sẽ hoàn tiền lại
hoàn tiền học phí lại, phải không nào? Hoặc là để cộng dồn vào tính cho cái việc thanh toán tiền học phí trong tương lai ha. Đáp án là câu D. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào. Đây là một cái notice, một cái thông báo gửi đến cho tất cả các thành viên. We are sorry, chúng tôi rất tiếc khi mà report, báo cáo đến những thành viên của cái trung tâm này rằng cái closure, cái việc đóng cửa cái hồ bơi của chúng tôi đó thì sẽ bị extended. Mình có động từ extend, có nghĩa là kéo dài ha. Thì sẽ bị kéo dài ra. Chúng tôi đã discover. Mình có từ discover có nghĩa là khám phá hoặc là phát hiện ra ha. Cho nên có nghĩa là phát hiện đó em, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều cái tiles là tấm gạch đó ha, cái miếng gạch đó, gạch đã bị damage, bị damage là bị hỏng, bị hư ha, bị hỏng và quyết định retile, retile động từ có nghĩa là lót gạch lại, lót gạch lại entire, toàn bộ ha, entire là toàn bộ cái hồ bơi luôn. Quy định lại câu này nha, chúng tôi đã phát hiện ra rất là nhiều cái tấm gạch bị hỏng, bị hư và đã quyết định lót gạch lại toàn bộ hồ bơi. Rồi, chúng tôi hiểu rằng á, cái việc đóng cửa này nè thì là disruptive. Mình có từ disruptive có nghĩa là gián đoạn hoặc là quấy rầy ha. Và sẽ cố gắng làm việc work hard là chăm chỉ để mà resolve. Mình có từ resolve là giải quyết ha, giải quyết. Để mà giải quyết cái vấn đề này currently, hiện tại thì cái ngày được estimate là được giảm, được ước tính ha, ước định cho cái việc hoàn tất cái việc sửa chữa này nè là ngày 16 tháng 7. In the meantime, mình có từ in the meantime có nghĩa là trong lúc ấy, trong khoảng thời gian ấy ha. Trong lúc ấy thì cái community, cái cộng đồng Irving này nè đã rất là tử tế, rộng lượng để mà cung cấp cho cái việc sử dụng miễn phí cái hồ bơi của nó cho thành viên của chúng ta. Những thành viên, những người mà đã đóng tiền, trả tiền cho những cái bài học bơi in advance là trước em, trước rồi thì có thể obtain. Mình có từ obtain có nghĩa là nhận được hay là có được ha. Có thể nhận được, có được cái reimbursement. Mình có từ reimbursement là sự bồi hoàn tiền. Hoặc là credit cộng vào cái việc thanh toán của họ cho những cái bài học trong tương lai. Rồi while, trong lúc mà cái hồ bơi của chúng tôi á, được retire, được lót gạch lại thì những cái phòng gym nè, courts là các sân, basketball là sân bóng rổ đó, và cái phòng tập nhảy á, học nhảy thì sẽ remain là vẫn em, remain là vẫn hay là vẫn còn ha. Thì vẫn còn được mở cửa, as always có nghĩa là như thường lệ. Như thường lệ thì những cái facilities, mình có từ facilities có nghĩa là địa điểm ha. Địa điểm. Những cái địa điểm, những cái cơ sở này nè thì có thể được access, mình có từ access có nghĩa là tiếp cận hay là truy cập ha. Những cái địa điểm cơ sở này á, thì có thể được tiếp cận truy cập từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi sẽ đăng tải những cái updates, những cái cập nhật về cái việc sửa chữa hồ bơi trên website của chúng tôi. Thank you, cảm ơn. Câu 153, câu B mình có từ extension. Extension là danh từ của động từ extend, kéo dài ở phía trên đây. Đây là sự kéo dài ha. Câu D mình có từ warn là cảnh báo. Warn, cảnh báo. Tiếp theo mình có từ break a rule, có nghĩa là phá luật, không tuân thủ luật đây, phá luật ha. Câu 154, câu B mình có từ citizen. Citizen có nghĩa là công dân ha, công dân. Citizen, công dân. Rồi câu C mình có từ content, có nghĩa là nội dung. Content là nội dung ha, nội dung. Enrollment là ghi danh hay là đăng ký đó. Vậy câu C có nghĩa là nó đã thêm cái nội dung vào trong cái form, cái đơn, cái mẫu ghi danh đăng ký của nó, được không nào? Câu 155 đến câu 158, đây là một cái đoạn nói chuyện online ha. Câu 155, Mr. Benedict đã làm gì vào ngày hôm qua? Vậy từ khóa chính là Mr. Benedict và yesterday, phải không nào? Đã bán trước nha câu A. Đã quen shopping, đã đi mua sắm tại một cái cửa hàng máy tính. Câu B, đã chuyển cái tiền hỗ trợ đến consultant là tư vấn viên. Câu C, đã in ra một số cái tài liệu về tax là về thuế. Câu D, đã liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Rồi mình sẽ cùng dò xem Mr. Benedict và yesterday ở vị trí nào nha. Tin nhắn đầu tiên đã có rồi phải không nào? Đây nè, Mr. Benedict và yesterday, cùng đọc tin nhắn lúc 10 giờ 5 phút nha. Good afternoon, xin chào Mr. Benedict. Tôi là thành viên của cái nhóm hỗ trợ Analyte. Tôi hiểu rằng bạn đã gửi cái yêu cầu assistant hỗ trợ giúp đỡ vào ngày hôm qua liên quan đến phần mềm máy tính của chúng tôi. Vậy thì vào ngày hôm qua Mr. Benedict đã làm gì vậy em? Gửi một cái yêu cầu hỗ trợ cho cái đội nhóm hỗ trợ tên là Analyte liên quan đến phần mềm máy tính, phần mềm kế toán của họ, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chắc chắn là câu D rồi ha. Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng, được không nào? Câu 156,
Mr. Benedict đã gặp khó khăn khi mà làm cái việc gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Benedict having trouble, phải không nào? Đoán trước nha câu A. Locating, định vị, tìm ra vị trí của một cái file bị đặt sai chỗ, sai vị trí ha. Câu B. Access, truy cập một cái tài khoản online. Câu C. Download, tải một cái cập nhật rất là cần thiết, quan trọng. Câu D. Chia sẻ thông tin giữa các chương trình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò nha. Mr. Benedict, tin nhắn tiếp theo phải không em? Rồi bây giờ mình cùng dò xem có gặp khó khăn gì không nha. That's correct, đúng rồi. I can't figure out, tôi không thể tìm ra cái cách để mà transfer, chuyển một số cái dữ liệu trong cái file của Analyze sang cái Upsell. Vậy ông ấy gặp khó khăn trong việc gì vậy em? Và cái cách để mà chuyển cái dữ liệu phải không? Từ Analyze sang Upsell. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cái nào gần nhất? Câu D phải không nào? Chia sẻ các thông tin giữa các chương trình ha. Ok. Câu 157, vào lúc 10 giờ 7 phút đó, thì Mr. Benedict rất có khả năng là có ý gì khi mà ông ấy viết that's the thing, đó đáp án trước nha câu A. Ông ta surprised, ngạc nhiên rằng một cái mặt hàng mới đã được tung ra. Câu B, ông ta đã attempted, đã nỗ lực, đã cố gắng thử một cái giải pháp rồi. Câu C, ông ta muốn redeem một số điểm. Câu D, ông ta sẵn lòng để mà thực hiện một cái compromise, là sự thỏa hiệp ha. Rồi bây giờ mình cùng dò xem tin nhắn lúc 10 giờ 7 phút và cái câu that's the thing ở vị trí nào nha. Ở đây phải không nào? That's the thing. Để hiểu được câu này có ý gì á, mình phải đọc tin nhắn ở phía trước nó, thậm chí là ở phía sau nữa hay em ha. Rồi bây giờ mình cùng đọc nha, tin nhắn lúc 10 giờ 7 phút. Tania, nó là gì đây? I see, tôi hiểu rồi. Đó là một trong những cái chương trình của đối thủ của chúng tôi, nhưng mà nó compatible với cái phần mềm của Analyze. Bạn cần á là hãy click vào trong cái mục file, chọn export và chọn upsell từ danh sách. Thì Mr. Benedict nói là gì đây? That's the thing. Đọc tiếp để dễ hiểu hơn ha. I try, tôi đã thử rồi nhưng mà nó không có hoạt động, không có tác dụng. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cái ngữ cảnh chỗ này nó là gì? Đang đưa ra đề xuất hướng dẫn phải không? Nhưng mà Mr. Benedict đã làm rồi nhưng mà không được. Vậy đáp án là câu nào em ha? Câu B phải không nào? Là ông ta đã cố gắng thử một cái giải pháp rồi. Solution, giải pháp ở đây chính là cái sự hướng dẫn click on file, choose export và select upsell. Phải không nào? Nhưng mà vẫn không được ha. Đáp án là câu B. Câu 158, Miss Huan yêu cầu Mr. Benedict làm gì? Là đáp án trước nha em. Câu A, select, chọn một cái sự lựa chọn mailing từ danh sách. Câu B, renew, gia hạn một cái việc đăng ký, đặt mua, đã hết hạn. Câu C, chuẩn bị cho cái việc thanh toán. Câu D, nộp một cái form, một cái đơn đến một cái bộ phận khác. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Huan ở vị trí nào nha em. Tin nhắn tiếp theo luôn phải hôm nào, 10 giờ 8 phút cùng đọc nha. I'm sorry, tôi xin lỗi, vui lòng hãy chờ tôi một chút. 10 giờ 10 phút, Miss Huan nói là gì đây? Mr. Benedict, có phải bạn sử dụng cái plan, cái gói cước hàng tháng là 15 đô không? Bởi vì cái việc export xuất file đến một cái chương trình khác á, bao gồm Excel, thì chỉ có thể với những cái gói cước mà 35 đô hoặc là nhiều hơn thôi. Mr. Benedict, nó là gì đây em? I see, tôi hiểu rồi. Bởi vì tôi thật sự rất là cần cái sự truy cập, cho nên có bất kỳ cái cách nào mà bạn có thể giúp upgrade, nâng cấp cái gói cước của tôi lên ngay bây giờ được không? Thì Miss Hoa nó là gì em? Absolutely, chắc chắn rồi. Tôi có thể connect, kết nối bạn với lại cái bộ phận billing của chúng tôi, nhưng bạn sẽ cần phải có cái thẻ tín dụng của bạn sẵn sàng, có nghĩa là chuẩn bị cái thẻ tín dụng sẵn sàng để làm gì vậy em? Để trả tiền, để nâng cấp cái gói cước lên, phải không nào? Vậy bà ấy yêu cầu chuẩn bị thẻ tín dụng để thanh toán, phải không? Vậy đáp án là câu C ha, chuẩn bị cho cái việc thanh toán để nâng cấp lên. Ok. Sau đây chúng ta cùng hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào, tin nhắn đầu tiên lúc 10 giờ 5 phút, Miss Hoan. Xin chào Mr. Benedict, tôi là thành viên của cái nhóm hỗ trợ Analyze. Tôi hiểu bạn đã gửi cái yêu cầu cho assistant. Mình có từ assistant là hỗ trợ hoặc là giúp đỡ ha. Tôi hiểu rằng bạn đã gửi cái yêu cầu để mà hỗ trợ giúp đỡ vào ngày hôm qua. Regarding có nghĩa là liên quan tới ha. Liên quan tới cái phần mềm accounting là kế toán của chúng tôi. Rồi Mr. Benedict, 10 giờ 6 phút, that's correct. Chính xác rồi, đúng rồi. Tôi không thể figure out. Mình có từ figure out là nhận ra hoặc là tìm ra nha. Chỗ này có nghĩa là tìm ra. Tôi không thể tìm ra cái cách để mà transfer, có nghĩa là chuyển ha, chuyển. Cách để mà chuyển một số cái dữ liệu trong cái file dữ liệu Analyze sang Upsell. Miss Hoan, 10 giờ 7 phút, I see, tôi hiểu rồi, đó là một trong những cái programs, là cái chương trình của competitor, là đối thủ của chúng tôi ha. Đối thủ cạnh tranh, competitor, đối thủ. Nhưng mà nó compatible. Mà có từ compatible có nghĩa là tương thích. Tương thích ha. Trong mối quan hệ giữa người với người thì dịch là hợp nhau cũng được.
Có dịch lại nhưng nó tương thích với cái phần mềm của Analyze. Bạn cần click vào cái mục File, chọn Export. Hôm trước mình có gặp Export là xuất khẩu, nhưng Export còn có nghĩa là xuất ra nữa. Chỗ này là xuất file ra đó em. Chọn cái mục xuất file ra và chọn Upsell từ danh sách. Mr. Benedict, 10 giờ 7 phút, that's the thing, tôi đã thử rồi nhưng mà it didn't work. Chỗ này có nghĩa là nó không có tác dụng ha. Nhưng mà nó không có tác dụng. Rồi tiếp, 10 giờ 8 phút, Miss Hoan, tôi xin lỗi, chờ tôi một chút. Miss Hoan, 10 giờ 10 phút, Mr. Benedict, có phải bạn đang sử dụng cái gói cước hàng tháng là 15 đô không? Mình có cần by any chance. By any chance là một cái thể lịch sự thêm, mình thêm vào để lịch sự ha. Thật ra câu hỏi này nếu nó ngừng ở từ plan là đủ nghĩa rồi, nhưng người ta thêm cái cụm by any chance vào để cái câu nó lịch sự hơn. Mình vẫn dịch bình thường là có phải bạn sử dụng cái gói cước hàng tháng 15 đô không? Được không nào? Because, bởi vì á, exporting cái việc xuất file sang chương trình khác bao gồm upsell thì chỉ có thể xảy ra với những cái gói cước 35 đô hoặc là trên 35 đô. Rồi Mr. Benedict, tôi hiểu rồi, bởi vì tôi thật sự rất là cần cái sự truy cập. Cho nên là có cách nào mà bạn có thể upgrade, nâng cấp cái gói cước của tôi lên ngay bây giờ được hay không? Rồi Miss Han nói là gì em? Absolutely có nghĩa là chắc chắn rồi, hay là tất nhiên rồi ha. I can, tôi có thể connect, kết nối bạn với lại cái bộ phận billing xuất hóa đơn của chúng tôi. Nhưng mà bạn cần phải chuẩn bị cái credit card, cái thẻ tín dụng của bạn sẵn sàng để mà thanh toán. Rồi Mr. Benedict, 10 giờ 14 phút, that's fine. Ok, hãy tiến hành và làm điều đó. Rồi, một câu hỏi 156, mình có từ A, câu A là từ misplace. Misplace có nghĩa là đặt sai chỗ, sai vị trí ha. Rồi câu B mình có từ access, có nghĩa là truy cập hay là tiếp cận ha. Access, truy cập hoặc là tiếp cận. Câu 157, câu A mình có từ release, có nghĩa là tung ra hoặc là ra mắt cái sản phẩm gì đó ha, tung ra. Rồi câu C mình có từ redeem points. Redeem some points có nghĩa là đổi điểm thưởng để lấy cái gì đó đó, đổi điểm thưởng ha. Đổi điểm thưởng, ví dụ em đi xem phim được tích lũy rất là nhiều điểm thưởng thì em lại sử dụng điểm thưởng đó để đổi những cái mặt hàng, ví dụ như là bắp, nước ha. Redeem some points, đổi điểm thưởng để lấy cái gì đó. Câu D, mình có từ compromise có nghĩa là sự thỏa hiệp, rất là hay gặp ha, compromise, sự thỏa hiệp, compromise. Rồi câu 158, câu B mình có từ expire, rất là hay gặp, có nghĩa là hết hàng. Ok, câu 159 đến câu 161, đây là một cái email ha. Câu 159, when, khi nào thì Mr. Guthrie được mong đợi được dự đoán là bắt đầu làm việc mà liên quan đến import là nhập khẩu. Vậy từ khóa là những từ nào vậy em? Mr. Guthrie, begin doing work, import form nào là đáp án trước nha. Đáp án là những cái thứ ngày nè em. Và bây giờ mình sẽ dò thứ ngày và những cái từ khóa được không nào? Rồi cùng dò từ đầu luôn nha. Đầu tiên, đây mình có từ Mr. Guthrie nè em. Mr. Guthrie là người nhận cái email phải không nào? Rồi giờ tiếp nha, xem chỗ nào có từ khóa nữa. Đây có từ import form nào, rồi cùng đọc câu này nha em. Điều đó có nghĩa là, điều đó là điều gì? Đọc từ đầu luôn nha. Congratulations, chúc mừng vì đã được thuê, được tuyển. Và chào đọc mừng bạn đến với công ty. Chúng ta chưa có gặp gỡ nhau in person là trực tiếp, nhưng mà tôi được assign chỉ định như là mentor của bạn. Điều đó có nghĩa là tôi ở đây để mà giúp đỡ bạn làm quen với cái vai trò như là một cái nhân viên nhập khẩu. Vậy thì chưa có thứ ngày gì hết phải không nào? Bây giờ mình sẽ dò chỗ nào có thứ ngày đi em. Đây là đoạn số 2 có Monday nè, cùng đọc nha. Tôi sẽ introduce, giới thiệu cho bạn với lại đội nhóm vào thứ hai. Vậy là thứ hai chưa bắt đầu công việc, đọc tiếp cho em có thứ nào nữa không? Đây có thứ tư nè, cùng đọc nha. Training, cái việc đào tạo á, thì bao gồm 8 buổi và kết thúc vào thứ tư. Chưa có đến bắt đầu công việc luôn, tiếp luôn nào em. Có chỗ nào có thứ nữa không? Đây là có Thursday nè, cùng đọc nha. Bạn sẽ không bắt đầu cái trách nhiệm công việc thật sự của bạn cho đến ngày thứ năm. Có nghĩa là thứ năm sẽ bắt đầu, phải không nào? Phải đáp án là câu C ha. Câu 160, what is suggested, cái điều gì á, thì nói về a prism distribution. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đã đáp án trước nha em, câu A. Nó có nhiều hơn một cái branch office, văn phòng chi nhánh, câu B. Nó chuẩn bị để mà tổ chức một cái press conference, một cái buổi họp báo, câu C. Nó đã thuê tuyển một supervisor, người giám sát đội nhóm mới, câu D. Nó promotes, nó thăng tiến cho nhân viên mỗi vài tháng một lần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa a prism distribution ở vị trí nào nha em. Nó nằm ở cuối cùng luôn phải không nào? A prism distribution, ngay chỗ ký tên. Vậy thì a prism distribution chính là cái nơi làm việc của Moreno phải không nào? Còn trong bài đọc thì không nhắc đến cái từ khóa này. Vậy nếu như vậy chúng ta dò từ khóa sẽ rất là lâu. Mình sẽ dò từng đáp án nha em. Rồi bây giờ dò câu A trước nào. Nó có nhiều hơn một văn phòng chi nhánh. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? A branch office, các văn phòng, các trụ sở, các chi nhánh phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nha. Xem chỗ nào nó đến văn phòng.
hay là trụ sở hay là chi nhánh. Chờ tiếp đi em. Câu tiếp theo có nhắc gì đến hay không? À không có phải không nào, đợi tiếp theo luôn đi em. Dòng thứ nhất cũng không có ha, dòng thứ hai cũng không có luôn, dòng thứ ba. À có từ transferred overseas nè. Being transferred, được chuyển sang nước ngoài. Rất có khả năng là có trụ sở ở nước ngoài, phong mình đọc kỹ cái đoạn này nha em nha. Cùng đọc nào. On Friday, vào ngày thứ 6 đó, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ để mà chúc mừng, chào mừng những cái nhân viên mới được tuyển, bao gồm cả bạn luôn, vào lúc 5 giờ chiều ở phòng ballroom. Rồi tiếp, sau giờ làm việc này nè, thì một số người trong số chúng tôi sẽ get together, sẽ tập hợp lại, tập trung để mà đi uống nước, để mà say goodbye, tạm biệt một thành viên trong đội được chuyển sang nước ngoài. Vậy khi đọc cái thông tin này thì mình thấy là có một cái đội thành viên được chuyển sang nước ngoài. Được chuyển sang nước ngoài có nghĩa là bên nước ngoài có chi nhánh, phải không nào? Vậy ở đây có một chi nhánh, ở bên nước ngoài có một chi nhánh, là chắc chắn là có nhiều hơn một chi nhánh rồi. Đáp án là câu A, được không nào? Câu 161, ở vị trí nào được đánh số 1, 2, 3, 4, thì câu sau đây thuộc về. Đọc câu đó kép trước nha em. Đây, don't feel, đừng có cảm thấy bị obligated, bị bắt buộc để mà tham dự, mặc dù vậy. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc những cái câu phía trước, những cái lỗ trống được đánh số nha em. Vị trí số 1 trước nào. Ở đây ha, cùng đọc cái câu ở phía trước nha. Chúng ta chưa gặp nhau trực tiếp, nhưng mà tôi được chỉ định như là mentor của bạn. Rồi đừng có cảm thấy bắt buộc để mà tham dự, đâu có liên kết phải không nào. Vị trí số 2 đi em. Đây ha, câu đằng trước là gì đây? Contact me, hãy liên hệ với tôi qua cái email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, và hãy thoải mái drop by, ghé qua văn phòng của tôi bất cứ khi nào. Đừng có cảm thấy bị bắt buộc để mà tham dự. Đây có nói gì đến việc tham dự cái gì đâu phải không nào. Rồi giờ tiếp đi em, vị trí số 3 nha. Đây, câu phía trước là gì đây? Tôi sẽ provide, cung cấp những cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn trong suốt một vài tháng đầu tiên của bạn. Cũng không liên quan luôn. Vị trí số 4 đi em. Đây, câu cuối cùng là gì đây? You're welcome to come. Bạn được chào đón để mà đến. Mình đọc lại câu ở phía trước nữa đi em, tại câu này hơi ngắn ha, cho nó dễ hiểu nè. Sau giờ làm việc thì một số người trong số chúng tôi á, sẽ tập trung, tập hợp lại để mà đi uống nước. Tạm biệt một cái thành viên trong đội được chuyển sang overseas, là nước ngoài. Bạn thì được chào đón để đến, có nghĩa là bạn cũng được chào đón để mà tham dự vào cái buổi đi uống nước này nè. Don't feel, mặc dù vậy á, đừng có cảm thấy bị obligated, bị bắt buộc là phải tham dự. Vậy có liên kết không em? Có liên kết phải không nào? Cô đọc lại cả cái câu này để em dễ hiểu hơn nha. Có nghĩa là gì nè? Sau giờ làm việc thì một số người trong số chúng tôi á, sẽ tập hợp lại, để tập trung lại để mà đi uống nước, để mà chào tạm biệt một thành viên trong đội được chuyển sang nước ngoài. Bạn thì được chào đón để mà đến đi cùng với chúng tôi luôn, nhưng mà đừng có cảm thấy bắt buộc là phải tham dự, là phải đi cùng, được không nào? Đáp án là câu D ha, vị trí số 4. Sau bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Cùng dịch nào. Đây là một cái email gửi đến cho Mr. Guthrie, gửi từ Moreno. Chủ đề là chào mừng đến với công ty Aprism. Ngày gửi là ngày 8 tháng 2. Mr. Guthrie thân mến, congratulations, chúc mừng vì đã được hire. Hire có nghĩa là thuê tuyển ha. Thuê mướn hay là tuyển dụng nè, đã được tuyển dụng và chào mừng đến với công ty này. Chúng ta vẫn chưa có in person, gặp nhau trực tiếp đây. Mình có từ in person là trực tiếp ha. Chúng ta vẫn chưa có được gặp nhau trực tiếp, nhưng mà tôi được assigned. Mình có động từ assigned là chỉ định ha, chỉ định. Tôi được chỉ định như là mentor của bạn. Mình có từ mentor cũng rất là hay gặp. Mentor có nghĩa là người hướng dẫn hay là người cố vấn ha. Quy định lại nha, mặc dù chúng ta vẫn chưa có được gặp mặt trực tiếp, nhưng mà tôi được chỉ định như là một người hướng dẫn, người cố vấn của bạn. Điều đó đó có nghĩa là tôi ở đây để mà giúp bạn get settled into. Mình có từ get settled into có nghĩa là làm quen với cái gì đó ha. Làm quen với cái gì đó, làm quen với cái gì đó mới lạ, được không nào? Làm quen với cái vai trò của bạn như là một clerk, là nhân viên. Import là nhập khẩu ha, nhân viên ngành nhập khẩu á. Rồi tiếp nào, hãy contact, hãy liên hệ với tôi bằng một email nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc là câu hỏi nào. Và feel free, mình có từ feel free là hãy cảm thấy thoải mái đó. Để mà drop by, mình có từ drop by là ghé qua ha, ghé qua văn phòng của tôi bất cứ khi nào. Rồi tôi sẽ giới thiệu bạn cho đội nhóm á, vào ngày thứ hai. Bạn và một số nhân viên mới khác á, thì sẽ tham dự vào một cái orientation. Mình có từ orientation là buổi định hướng ha. Orientation, một cái buổi định hướng kéo dài một tiếng, ngay lập tức được theo sau bởi một cái buổi đào tạo. Có nghĩa là sau khi định hướng xong á, thì tham gia cái việc đào tạo ha. Và cái việc đào tạo thì bao gồm 8 session, là gồm 8 buổi, và kết thúc vào ngày thứ tư. Bạn sẽ không bắt đầu cái duties. Mình có từ duties là trách nhiệm hay là nhiệm vụ ha. Cái trách nhiệm, nhiệm vụ công việc actual, thật sự của bạn á, cho đến khi vào ngày thứ năm.
tôi sẽ cung cấp guidance là gì? Guidance là sự hướng dẫn ha, những cái sự hướng dẫn trong suốt một vài cái tháng đầu tiên của bạn. Bạn cũng sẽ có thể có thêm những cái buổi đào tạo throughout là xuyên suốt ha, xuyên suốt một năm. Một số trong số chúng á, thì được yêu cầu cho advancement. Mình có từ advancement là sự tiến bộ, sự cải thiện ha, sự phát triển. Một số cái trong số chúng thì được yêu cầu để mà cho cái sự tiến bộ cải thiện được không nào. On Friday vào ngày thứ 6 thì chúng tôi sẽ throw a party. Mình có cụm throw a party có nghĩa là tổ chức một cái bữa tiệc ha. Chúng tôi sẽ tổ chức một cái bữa tiệc chào đón nhỏ cho những cái nhân viên mới được tuyển, bao gồm cả bạn luôn. Vào lúc 5 giờ chiều ở ballroom, mình có từ ballroom là phòng họp ha, ballroom phòng họp. Rồi after work, sau giờ làm việc thì một số người trong số chúng tôi sẽ getting together là tập hợp lại, tập trung lại ha, để mà đi uống nước, để mà say goodbye, chào tạm biệt một thành viên trong nhóm được chuyển sang nước ngoài. Mình có từ transfer là chuyển ha, được chuyển công tác sang overseas là nước ngoài. Bạn cũng được chào đón để mà tham dự được không nào. Rồi lastly, cuối cùng thì hãy đảm bảo rằng bạn mang tất cả những cái paperwork là giấy tờ ha, paperwork, giấy tờ. Tất cả những cái giấy tờ được hoàn tất để mà nộp cho cái departments, cái bộ phận accounting là kế toán và human resources là nhân sự. Rồi ký tên ha. Câu 160, câu B mình có từ press conference có nghĩa là buổi họp báo, rất là hay gặp rồi ha, buổi họp báo. Câu C mình có từ supervisor có nghĩa là người giám sát ha, supervisor, người giám sát. Câu D mình có từ promotes có nghĩa là thăng chức ha, thăng chức cho ai á, thăng chức hay là thăng tiến. Câu 161 mình có từ obligate có nghĩa là bắt buộc ha, obligate, bắt buộc. Rồi câu này có nghĩa là đừng có cảm thấy bị bắt buộc để mà tham dự mặc dù vậy, được không nào?